Ok, hello anh em. Xin chào anh em đã quay trở lại channel của tôi, mình tên là Lazy Gaming. Và hôm nay tôi sẽ chơi một tựa game mới mang tên là Thần Vũ Huyễn Tưởng. Đây là một tựa game, một sản phẩm Việt hóa của Hội Game Mạt Châu, một tựa game Trung Quốc lấy bối cảnh tiên hiệp. Tôi cũng là một người rất là thích đọc truyện, cũng như là ngày xưa tôi hay đọc truyện về tiên hiệp, về các thứ lắm, kiếm hiệp lắm. Nên là tôi cũng là một fan rất là thích những cái tựa game, những cái gì nó liên quan đến tiên hiệp và kiếm hiệp. Thế nên hôm nay tôi sẽ quyết định tôi chơi cái tựa game này, Thần Vũ Huyễn Tưởng, vì nó là có Việt hóa. Cái thứ nhất là có Việt hóa, và cái thứ hai là nó đúng cái tôi thích, nên tôi sẽ làm cái series này. Hy vọng anh em sẽ thích series này của tôi. Và không nói nhiều, chúng ta cùng bắt đầu Thần Vũ Huyễn Tưởng thôi. Let's go. Bọn nào đây? Cẩn thận chứ, trí xíu thì có điểm mệt. Chiến kỳ tư là chúng ta đã ý. Trí xíu xa ta cơ thua sâu bụi dí, hãy bà nạ bụi xa ta. Bố thua, đá giá sang. Vừa mới vào là thấy... đang có thấy hình ảnh quen thuộc ở đây. Nà xíu tư tại sâu sang. Zâm mà hủy? Trí xíu... 他不是应该在屋里吗? 坐 今天天气好, 跟小黑出来晒晒太阳。 诸位, 我已说过, 若要进村, 请先说明目的。 có vẻ bọn trộm này là muốn đi vào thôn, nhưng mà có cái thằng thằng này nó cản lại, kiểu như cách bảo vệ. Rồi đây là một tựa game đánh theo lượt đấy anh em ạ. Nó cũng là nó cũng mang tính chiến thuật ở đây, mặc dù nó cũng không nặng lắm, nhưng dù sao là tôi cũng thích cái thể loại đánh theo lượt này. Ok. Ok, Tiểu Hắc muốn liên thủ với chúng ta, với tôi, Phi Tinh. Ok. Let's go đây. Ô, oh, không chết luôn kìa. Xiao Hei, xin xin bảo tôi. Đồng đội viên hộ. À. Ok. X mà. À, hồi máu. Tiểu Hắc hồi máu cho mình. Đổi từ đổi nhân vật kiểu gì. Ok, đánh xong rồi ta có một cái hòm. Tí tôi xem là đổi nhân vật kiểu gì. Bọn này không đủ tuổi, bọn này giặc cỏ thôi. Skin và đồ họa nhìn khá ok anh em ạ. Đắc tội rồi. Khá shit. <笑>抱歉，在下似乎用力过度了。我这里有一些黄粱草，可以逐瘀通经。黄粱草，不愿说明入村之忧，还请诸位速速离开此山吧。臭小子，少看不起！给你的。哎，奇怪。
院里的大树和大石好像又换了位置。啊，难道又是山神在协助我吗？感谢山神护佑。看来你们是不打算放弃了。哼，只好先将你们擒捉起来，再回村通报。đúng rồi, bắt bọn nó lại. cái bọn trộm phường trộm cắp này là không bao giờ tin được bọn nó. 这些黄岑粉对身体无害，只会让你们睡一会儿。黄岑粉kiểu như là thuốc tê à, thuốc ngủ à. 你也只不过是被丢弃在山上的人。Nó bảo mình là một thằng bị vứt bỏ. Tức là bọn này nó coi thường mình. 能在这里保护村子也很好。奇怪，背上突然有点重。còn gì đây? Nhân số 不对，今日仅四人前来。có bốn tên. 为首的那名乌烈也未见。tên cầm đầu nhưng không thấy đây. 村之路必经此地，但他们若开其他小道入村，小黑。Phi Tinh thì đang nghi thằng cầm đầu là đã lẻn vào thôn rồi. Nên là Phi Tinh muốn đi tìm thằng đấy. Đây, cái này là chỉ là hướng dẫn với bố cục thôi. Này là save game Kim O Linh Hà. Okay. Đứa tuổi ạ. Từ tôi xem là cái nút phim tắt. À đây, chọn mục tiêu đây, là trái phải bên này, ok ok. Ok ok. Bình sang tán. Thế như là hình hồi máu. Cái gì đây? Một... Hôm nay cũng được quả rồi mà. Cảm ơn đại sư chí thần, cho tôi một thứ phong mỹ đẹp. Ok. Game này nó không hoàn toàn là thế giới mở, game này là game kiểu tuyến tính anh em ạ. Nó không phải open world. Nên chúng ta đi xem có giới hạn thôi. Tôi lên nhà xem có gì không. Hãy chỉ đạo A Phu đáng nhiên, chẳng trời bảo cung chín sổ giao đạo vô sổ. Cha đem cái cung này giao cho ta. Bảo quản ta chuyển à. Nên trời bảo cung, chẳng trời bảo cung chín sổ giao đạo vô sổ. 如今我依循南先生指示，弃宫已有三年。这个宫呢，爸cho nhưng mà thằng này không dùng được, không biết dùng. 裤子，该拿去还给他了。cái quần của Du Bá. OK, cái quần của Du Bá. 木相啊木相，你们一家团聚相伴，可还开心？Leo lên đây không? Không leo được. Đi xuống dưới thôi. Tạp Ngọc. Chẳng biết là cái mẹ gì. Xem mấy cái đồ nhận được em ạ. Thanh đồng kiếm. Trang sức này. Ô. Oh. Tôi có bộ thời trang. Mà cổ đỏ nó chất đấy. Thanh đồng kiếm vũ khí chúng ta chẳng có gì. Bình xăng tán. Yên Ngọc cống cho thần linh biết đấy ạ, chưa biết nói cái gì. Đây là cái xếp game lúc nãy nó bảo là
是 OK. Bây giờ phi tinh là phải đi lên làng. Gì đây? Tạp ngọc. Nấm à? Cảm ơn thổ địa và đá chi thần. Marco. Nấm để ăn à? À, đường này. Đi hậu sơn hay đừng đánh sự. Ok, không đi được đường đấy anh em ạ. Đi ra đây. Ok, xác nhận. Lượn lờ mây trắng bên vách đứng, lác đác lá rơi khắp lưng đồi, nhìn về nơi xưa hoang tàn quá, hoành kiếm cô ảnh sầu nhập bôi. Chả hiểu cái mẹ gì nhưng mà thơ vần đấy. Cha và Nam tiên sinh chỉ sợ. Làm sao? Cha làm sao? Ngọc thạch chưa thấy bao giờ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Phía trên lưu truyền ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, hẳn là nhờ kiện vật quý giá. Thật sự là không muốn cầm lấy. Lấy đi, nhanh lên lấy nó đi. Thật không uổng công chúng ta tìm lâu nay. Vừa nãy là ai nói chuyện? Chẳng lẽ đây là lễ vật thần linh dành cho ta? Chưa hiểu lắm đâu. Có vẻ như là mình không hiểu thằng này tự nhiên lai lịch nó như nào. Ok, mấy cái đồ vật này mình tương tác được nhưng mà hình như chả có tác dụng gì cả. Kia là cái gì đây? Đánh nhau à? Thổ linh. Đắc tội. Đắc tội rồi. Cho nó một trưởng này. Ôi, con này trâu thế, con này boss à? Ôi. À cũng không đau lắm. Con mẹ xe to đây. Tao có con tiểu hắc này búp máu nữa cơ mà. Ui, đau ấy. Búp máu đấy, rồi. Sự kiện này. Ô, sợ tiểu hắc mình có hai lượt là hồi skin hồi máu. Không sợ. Kiếm trận với nguyên linh là cái mẹ gì. Phàm nhân. Tốt. Tăng. Đánh nhau, mình phải đánh nhau, thì phải đánh nhau. Đập bọn nó ra bã luôn. Ok. Gì đây? Không biết mọi người trong thôn đang làm gì. À thôi mình đây này. Đây là cái gì? Chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể đi về được rồi. Không thể để cha mẹ thất vọng. Game này đồ họa khá ổn anh em ạ. Trung Quốc làm nhưng mà tôi thấy là khá ổn. Đi xuống dưới nào. No. Game này là game tuyến tính nên chúng ta không thể đi lung tung được. Đây là cái gì? Dụng cụ khắc gỗ. Chứ bá bì. Phân minh chứ là tôi tối nay lung hoài. Nhất định là sơn thần nghe thấy được thỉnh cầu của ta. Sim tử. Tạp ngọc. Rồi. Tôi xem cái tôi cái vừa nhặt là cái gì. Như đây là đồ nhiệm vụ. Rồi, chúng ta đi tiếp xuống dưới này xem nào. Yue Shan Shen Hu Yong jin nian feng tiao yu shun. Mưa thuận gió hòa ban cho ta lương thực sung túc. Yu huo. Đúng rồi, cảm ơn.
Tôi chơi những cái game kiểu này tôi rất thích kiểu nhặt hết những cái đồ mà tôi đi Đây là cây trồng cao, đi trên đường tôi bê chút, để giảm không sưng thụ cao. Thụ cao là thuốc bôi kiểu như là giảm sưng. Có sói. Ui, gấu. Nó là sói. Không đúng, thân hình mặc dù tương tự nhưng còn họa tiết trên thân. Hình tuy tương tự. Gấu nó vừa đi vừa này. Tổng gần điểm, chào chào. Nó là cái gì đấy? Quái. Tại sao đột nhiên biến mất tung tích? Cái gì đấy? Một con cá chuồn đang bay. Cảm tạ sơn thần che chở cho con phải bị ăn uống mà phiền não. Tiên ngư. Ủa mà cái quần nợ này là cái gì? Tiên ngư. Tôi chẳng biết là cái gì đâu. Đi vào đây chúng ta không nhìn thấy con gấu đâu cả. Ok, ra ngoài thôi. Mà tôi sợ tôi chưa ăn được con gấu đấy đâu. Tiên ngọc, nó biết là con mẹ gì. Ở đây nó có mấy con cá bay này. Cái gì đây? Quả quả gì đây? Để chút mai quả. À, mai quả tôi biết kiểu như quả mơ ấy không? Quả mơ, giống như quả mơ để ngâm rượu ấy. Đây là cái gì? Tịnh hóa cơ. Ồ, con đéo gì đây? Gì đây? Ui, to đấy. Ăn được nó không nhỉ? Mình nghĩ là được. Ui, hai con à? Được cái luôn à? Mà nó cả coi à, yếu ăn được. Ui xong một con. Chết mới đi. Skin đẹp phết, skin đẹp mắt phết. Rồi, à có một cái hộp ở đây. Bình sang tán lọ máu. Rồi, còn gì hot không? Có ai ở kia kìa. Ờ đúng rồi, có một cái dấu chân. Lê tử, quả lê à? Thằng nhân vật chính này cảm đúng kiểu kiếm hiệp hay kiểu ngây ngô tốt bụng ấy. Vinh Tam. Thảm họa tai tinh. Rồng San Su. Vinh Tam Thúc vẫn chán ghét muốn vứt bỏ ta sao? Sao nó gọi mình là thảm họa nhỉ? Lúc đấy thằng trộm nó cũng bảo mình là thằng bị vứt bỏ. Cầm theo cái hộp, theo cái túi này để giả nó. Có đi được vào đây không? Suối. Điểm lưu.
前面就是村子了，phía trước chính là thôn. Nếu là những người kia không phải đến lén xuất nhập, ta nên như thế nào giải thích với cha và nam thí sinh đây? Thôn nhân không thông cảm cho ta thì thôi đi, ta thực sự không muốn để cho cha lại bởi vì ta mà phiền lòng suy nghĩ. A Tinh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đại thụ, ta chỉ đang nghĩ hái cho ngươi chút hoa quả dại, cứ mải hái mà lạc đến chỗ này. Quả dại, cái này đều giống như bị gấu ăn. Ngươi muốn lên núi? Ừ. Niên Tứ giao phó thuận đường qua thăm ngươi một chút. Ngươi muốn nhập môn, theo tính cách của ngươi, nếu không phải có chuyện quan trọng sẽ không lén xông vào. Chuyện gì? Sự tình là như thế này, như thế nọ. Đó, và đang giải thích bla 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 bla. Bọn hắn đối thôn 10 phần chú ý, lại không giống người lương thiện. Băn khoăn của ngươi là đúng, nhưng cần nói sớm hơn. Nếu không phải là người võ nghệ xuất chúng, lúc này đã nằm đo đất ngoài đồng rồi. Đại thụ, ngươi không thể nói thẳng là quan tâm sự an toàn của ta sao? Đi theo ta, thôn trưởng đang cùng với đế đô sứ giả nói chuyện. Ta dẫn ngươi đi tìm tông bá. Không hiểu sao mình lại bị hắt hủi bên ngoài thôn, mà có vẻ như cha của Phi Tinh đang ở trong thôn. Nhà tranh vách đất nơi núi vắng, đường nhỏ cô liêu tới biển trời, hải âu giăng cánh trên sóng lớn, phiêu miểu tiên âm bối phong minh, bồi phong minh. Thơ nghe khá là hay, khá là vần, mặc dù mình không hiểu nghĩa, mặc dù nghĩa nó ở dưới này. Nghĩa nó giải thích ở dưới. Ok, như vậy là chúng ta đi theo đại thụ và làng. Đi thôi, tông bá gần đây cái thân thể có bệnh, hiện có lẽ hắn đang ở trong phòng điều dưỡng. Tiểu Tai Tinh vào thôn rồi, hình như bọn này có vẻ không thích mình. Tại sao thế nhỉ? Phi Tinh, ngươi làm sao? Ta làm sao? Ta thích thì ta vào. Ôi, con mẹ gì đây? Bích Ngọc, mấy cái ngọc này là cái mẹ gì? Nó không cho mình đi chạy nhanh, nó bắt mình đi bộ. Đúng rồi, tự nhiên đồ nó cứ bị vỡ ra ấy nhỉ. Đi thôi đại thụ. Buổi sáng ta mới thu dọn qua viện tự. Sao bọn này nó không biết là đồ đang vỡ nhỉ, mà nó cứ vô tư như không ấy. Đi đây. Lễ hội à? Dừng lại. Ngươi tới đây làm gì? Ai cho phép ngươi vào thôn? Tài Tinh. Hoắc đại thụ, ta ở trên núi phát hiện ra kẻ khả nghi xâm nhập, lo lắng cho đồng bọn lượt vào trong thôn tạo thành nguy hại, cho nên đủ rồi, vi phạm lệnh cấm còn dám kiếm cớ. Mọi người vì chuẩn bị buổi lễ tế bận tối mặt tới mặt, thế mà ngươi còn gây thêm phiền phức. Đúng rồi, nếu thực sự có người lẻn vào, ngươi nghĩ rằng chúng ta là những người bảo vệ thôn không phát hiện ra sao? Ngươi tới đây làm gì? Thạch đầu. Không cho phép ngươi gọi ta như vậy, mọc cút dưới núi đi. Đại thụ, tránh ra. Không nên động thủ. Mấy giờ rồi, không nên luyện công còn dành sức làm loạn. Tông bá rồi. Ủa, cái mẹ gì vậy? Xem ta cần tăng thêm bài tập cho các người mới được. Tiểu Phi Tinh, ngươi làm sao đến muộn như vậy? Tối nay phạt ngươi bồi lão đầu tử luyện tay một chút. Tông bá, vì sao phải gọi hắn về thôn? Thật chẳng lẽ có người xông vào thôn? À, tông bá có vẻ là đỡ cho mình ấy. Ý đúng. Tông bá vừa nhận. Lão lơ tử cũng hoài nghi như thế. Ngươi chọn mấy tên tử thân thủ tốt giúp đỡ tăng cường tuần tra.
但还未禀告南先生。就本报为南天星。有老头子在，我老头子在，你就别操心了。毛弟弟，快去吧。宗伯，宗伯，感恩người。Cảm ơn cái gì? Nhớ cho lão đầu tử ta vài lời hú rượu ngon là được rồi. Mấy khi được về thôn, ngươi cũng đừng chỉ lo bận bịu công việc, nhớ ghé về thăm nhà một lát. Ta không đi, chuyện hoang đường của hắn ta không tin. Chúng ta chia ra hành động. Đại thụ, ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Tông bá, người gần đây thân thể không được khỏe, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đừng lo lắng, lão tử còn phải đợi mấy người cưới vợ. Tông bá vừa rồi là đang vừa giải vây cho mình đấy. Bọn này thì nó đang cáo buộc mình là vào thôn bất hợp pháp. Điều tra manh mối, ok. Lục soát thôn. Tài tinh con mẹ đi. Du bá. Quần lần trước này làm rách. Đây quần ta để lại. Mẹ. Bố mày may cho mày cái quần rồi mà mày. Ồ, oh, cái gì đây? 150 ngân lượng. Bố mày may lại cho mày cái quân rồi mà mày làm bồ la bồ tuyết. Trong hẻm mình có động tĩnh. Ủa, cái đéo gì đây? Đúng là có người vào rồi anh em ạ. Mà tôi thử ra đây tìm môn. Ngoài cửa thôn có cái gì không? Ơ, vừa nhìn được cái gì? Nam Sơn Đại Thụ Phòng. Ồ, có cái hòm gì đây? Bích Ngọc. Cái gì đấy? Đại thụ lén nuôi tiểu kê trong phòng. À, mấy con gà. Mấy con gà con. Bình sang tán máu máu. Đó. Không có gì đây. Thôi vào trong này xem nào. Bình sang tán máu tiếp. Cung Phi Linh Cung. Đây là Phi Linh Cung mà thần tướng Đại Nghệ năm đó đã ban cho tổ tông để thảo phạt hung thú ngạo ngoan. Oh. Đại Nghệ à? Đại Nghệ bắn mặt trời à? Ngày thường cha đều cất kỹ trong tủ, chắc là vì Na Tế nên mới đem nó ra. Ờ đúng rồi, có người anh em ơi. Có người. Bọn này nó dám vào thôn. Mộ bà nói chuyện được. Thảm họa tai tinh. Khó trách gà nhà ta sáng nay không thể đẻ trứng. Tất cả bởi vì ngươi. Con mẹ nó gà mày đẻ không trứng lên con nhau cho tao. Đừng nói nhiều về hắn miễn. Như bọn này kỳ thị mình ý. Như mình bị virus corona. Bọn này kỳ thị hay sao ấy. À có cái hòm này. Con mẹ chúng mày chứ. Thiên tự chi anh là cái mẹ gì? Thiên tự chi anh. Không biết là cái mẹ gì luôn. Cứ để đấy đã. Kinh nghiệm với mấy cái game này là cứ để cái đồ này nguyên thế đã. À tông bá này. Từ đã. Lấy đồ đã. Huyền Thiên Trương là cái đéo gì? Huyền Thiên Trương. Để
Em lên tên là gì? Chả biết. Kiêu Sơn Hoàng, kệ đi. Đối thoại em à? Làm sao còn lại ở lại với đạo này? Có em muốn hỏi gì sao? Tông Bá người khỏe mạnh chứ? Tông Bá, ngươi còn biết quan tâm như vậy, lại điểm tâm lại ngon, nhanh nhẹn hơn đám đàn bà trong thôn, khó trách bọn họ đố kỵ ngươi. Lão già ta không sao cả, chỉ là thường cảm thấy hơi mệt một chút. Ngươi khó có dịp được về thôn thì nhớ về thăm nhà lâu một chút. Tiểu bối cùng Thu Nương nhìn thấy ngươi nhất định sẽ vui, rất vui vẻ. Còn một cái lựa chọn thứ hai nữa. Tông Bá, cố sự lần trước ngươi chưa nói xong đâu. Ok, thiên đế thiếu hạo truyền vị cho chuyên húc lui lại về phương tây, sau đó thì sao? Tiểu phi tinh lại tới quấn lấy Tông Bá nghe sự nghe cố sự đó à? Sau khi chuyên húc lên ngôi, thủy thần cộng công vì tranh giành ngôi vị mà phản loạn. Trận chiến này cộng công bị thua thê thảm, hắn một đường bên cạnh đại tướng đều bại trận mà trốn hoặc vẫn lạc. Dưới cơn nóng giận đụng gãy Bất Chu Sơn, làm trời cao sụp đổ, cửu châu băng liệt, lũ lụt khắp nơi. Sau đó thì sao? Sau đó một khoảng thời gian hắc ám dài dằng dặc. Lần sau kể cho ngươi về chuyện nữ hoa vá trời. Ù, tốt với Tông Bá liền không có gì Tông Bá. Toàn câu chuyện về tiên hiệp thôi. Tông Bá nói đây là bản chất tay do thần vu như ta lưu lại, ghi lại chuyện nàng từng gặp có rất nhiều thần linh cũng xuất hiện trong núi. Ta ở trên núi nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt thấy thủy thần, bi tộc chi linh, thổ địa chi thần. Thật hy vọng một ngày kia ta có thể cùng thần linh đứng chung một chỗ. Ok. Thằng nhóc này có gì để nói chuyện đâu. Hàm Mao. Chả có gì cả. Ủa, cái gì đây? Yên ngọc. Chỗ này có gì không? À, cái gì đây? Bức tranh đá này ghi chép một đoạn lịch sử về hung thú ngạo ngoan ăn thịt người làm hại cửu châu. Đoạn này mô tả tổ tông dẫn quân phong minh đi chinh phạt, ngạo ngoan trốn sau phía sâu sau núi, cho đến nay đã mấy chục năm chưa phát hiện ra tung tích. Hy vọng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ngạo ngoan rồi mang cha mẹ trở về đế đô. Tại sao lại như thế nhỉ? Tiếng ca bi thương của đế nhân tộc thật sự là điểm hôm nay. Thử đi vào trong này mà. Đông Hải Tân. À, Đông Hải tôi biết ở đâu rồi. Tôi chơi Tutten Ua bà quy nhiều, tôi biết Đông Hải ở đâu rồi. Nhà tranh vách đách nơi vắng đường nhỏ cô liêu tới biển trời, Hải Âu giang cánh trên sóng lớn. A Phương, hôm nay cá béo cực ngon, ngươi mang chút về cho tướng quân cùng dùng đi. Khục khục. Do bán ngươi lại nhận lầm, ta là Phi Tinh. Phi Tinh, A Thương, con của ta lúc sinh đời có tường thụy hiện ra về sau nhất định tương lai bất phàm. Là sao? Chúng ta cứ chọn hết cái. Cái này toàn nói linh tinh này. Nhưng mà cứ chọn nói hết thôi mà. Tôi nhìn thấy cái hộp này mà tôi không lấy được. Giáp tử đồng đan. Nghe như kiểu áo giáp ý. Mình nâng cấp cái mẹ thì vậy. Biệt. Ồ, nàng tiên cá. Mỗi lần chỉ cần ngươi về thôn, mà phiền cứ theo lại. Nàng cần mẹ rồi. Chúng ta có thể chuẩn bị thêm nhiều vật phẩm. Xin thần linh trợ giúp. Đừng lại. Ồ. Cái này như kiểu cái đàn ấy nhỉ. Nó uốn cong như kiểu cái đàn ấy.
xong rồi có tiếng hát từ đấy. Người cá kìa. Ồ, người cá kìa. Nhưng mà tôi không đi sang đấy thì phải. Rồi, chỗ này chẳng có cái gì thì phải. Không có gì cả. Chúng ta quay lại thang. Game ấy đậm màu sắc tiên hiệp luôn. Một ngôi làng nằm dưới chân Lao Sơn, nhìn ra di tích Tiên Cầm. Đấy là cây đàn. Trên Đông Hải bốn mùa rõ ràng sản vật phong phú, thôn dân cần cù hòa thuận. Đa số là hậu duệ của Phong Minh Quân, tức là những người ở đây đều là hậu duệ của một đội quân tên là Phong Minh. Ngạo ngoan chưa trừ, thề không về đế đô. Phong Minh Quân này như có một cái nhiệm vụ đó, diệt một con ngao ngoan mà có vẻ như là chưa bắt được nó. Thế là chưa được về. Ta và Hoắc Thúc vì quen biết ngươi mới bị ong độc chích đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Khúc Hồ Ca lần trước ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ các ngươi lại bị lạc đường trên núi. Trên người của ngươi còn chút thụ ca để có thể bút vết thương nếu như cần. Ngươi cho ta cái gì tạo thác quân? Hy vọng. Với Linh. Với Linh gãy răng cũng bảo đổ tại mình. Số bất định hải ngoại tiên chiến, có thể khôi phục chiến yên. Thụ cao. Không cần. Vẫn nhìn, không cần mà vẫn lấy. Những NPC à, có cái túi trên đầu là những NPC bán đồ. A Chi, cái cơ sở. Đừng lo lắng. Có Nam Xuyên Sinh tại đó. A khí, xảy ra chuyện gì rồi? Để nhân tộc xuất hiện tại thụ cận hải ngoại, tiên đàn hát khúc bi ca không biết là báo hiệu điều gì. May mà ngày mai chính là Na Tế. Chỉ cần đem ôn tà dịch quỷ đuổi đi hết, nói không chừng hải ngoại tiên đàn liền có thể khôi phục tiếng đàn, thôn cũng có thể khôi phục an bình. A khí, Nam Tiên Sinh đã từng nhắc nhở rằng đừng có lúc nào cũng nói chuyện với hắn. Vì tinh, ta thật có lỗi. Ta biết A khí ca, ta sẽ rời đi. Bán đồ này, sẽ có mua đồ không? Lục 50 tiền à? Để mua đồ. Những cái đồ mà thường ở những cái thôn tân thủ này nó cùi lắm anh em ạ. Rồi chúng ta đi tiếp. Chuyện qua. Người đến đây làm gì? Tao thích cho tao đến. Thằng này là cũng quý mình nhưng không hiểu sao nó cứ gay gắt với mình. Mọc cút về cho ta. Lê tử quả lê này. Không muốn. Mẹ mày. Hình như mình chọn sai rồi thì phải. Thôi kệ cha đi. Tiểu cảnh. Nam tiên sinh nhìn người nhất định sẽ rất tức giận. Sắc mặt không tốt. Chính ra hãy 举行这么正式的誓约之礼，你们村子真周到。Cái gì đây? Nhiên Tư Thúc. Nhiên Tư Thúc. Người về thôn. Là Tông Bá bằng người trở về thế nào? Hôm nay thuận lợi chứ? Ta lại gặp rắc rối rồi. Chẳng biết tại sao, nhưng cái bình gốm kia luôn cha và Nam Tiên Sinh biết nhất định sẽ lại tức giận. Nam Lão bọn hắn hả? Chính là thích ngạc nhiên. Cái gì? Bởi vì không nhận được thần linh bảo hộ, cho nên lễ thề ước mang họa điểu tới khiến cho... Còn có trong là rất nhiều thứ gọi, nếu là bởi vì gần
鬼门发生的类型。我才不相信呢。你看我现在和你这么近，说那么多话都没事，没事他们想多了。刘博士肯定是他们想多了。您四叔，你没事吧？我没事。可是你的手好像肿起来了。肯定是你看错了。啊，对了，您四叔，这是你先前委托我制作的木器和一些给村人的东西。赵董，要是你阿父知道你除了懂得做饭酿酒缝纫捕猎之外连木工也会了，一定大吃一惊。我还要更加努力。Ta muốn cố gắng thêm nhiều nữa cho đến ngày cha mẹ lớn nữa vì ta tự hào. Hào hào 照顾自己，年四叔相信那天很快就会来到的。OK, cho nó đổ xong rồi.Cái con mẹ gì đây? Cú cú. Ui. Thảo thái chân khoai. Yên trái yên chú bù chân dấu hiệu là. Con đấy con gì? Kỳ diệu linh kinh lịch là con mẹ gì? Rất nhiều cái đồ lạ lạ nhé.才转个身，啊！新手是往四庭的方向。哦，任务差不多了。đến đỉnh thôn phía bắc đàn Tế Hải。是山神体恤我家孩子生病，特别眷顾我吗？Không, mấy cái linh tinh này không cần phải nói nhiều. Hóa huyết châm, châm như kiểu cái đồ cái phi tiêu. Bố Trưởng, thôn đại hội 上我一定要提议。Tà tịch hương nàng là cái gì? À, vòng cổ. Như vậy mình có một cái vòng cổ cộng 5 tấn công thớm.Mai quả. Giờ mình hình như mình còn rất nhiều đồ, những vật phẩm nhiệm vụ. Nói chuyện về Hoán Sa này. Hoán Sa là ai?Tìm một người tên là Hoán Sa. Bố Trưởng, thôn đại hội 上. Hoắc Thiểm. Sinh sinh ơi, xin lỗi, 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 xin lỗi,据说隔壁山头的落叶村要烟火劫掠，几乎死绝呀、啊！环煞，没见过环煞，对吧？可是风这么大，
阿娘会着凉的。哥哥，哥哥，tiểu bối, 哥哥，em gái của mình nè. Tiểu Bê, A Nhã, 你们怎么在这里？ Sao mọi người lại ở đây? 听闻你回村, nghe nói con về thôn, chúng ta liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Ta vội nhưng mà tiểu bối con vội hơn. Người nhìn này, người mà còn không nói với, là sắp khóc đấy. Ta rất nhớ người. Người đã rất lâu lâu không xuống núi. Vì ca ca trên núi bận rất nhiều việc, có rất nhiều chuyện muốn làm đó. Muốn giúp đỡ đội săn, còn muốn bảo hộ thôn. Nhìn xem có bao nhiêu người xấu muốn vào thôn khi. Vì sao mọi người nói ca ca sẽ mang đến tai nạn cho trong thôn, không cho phép ca ca xuống núi? Bọn nó nói đùa, ca ca là tự mình muốn lưu lại trên núi bảo hộ mọi người. Thì gấu con mọi người đừng tặng tiểu bối đâu. Cơ cơ đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là lần này hạ sơn thông mong, quên đem trên thân. Cơ cơ lừa người. Bao chen, Tiểu Bối. Cơ cơ lần sau nhất định mang cho bạn. Thật vậy? Cơ cơ sẽ dẫn Tiểu Bối đi xem sự kiện chi lý. A Nương, thôn này có một đứa trẻ mới. Là con trai của Yến. 村子好些日子没有喜讯了，大家都很高兴。哥哥，怎么？hàng xóm láng giềng là cứ có người đẻ cái là cả thôn biết. 哥哥还要忙着抓坏人，等抓着了，哥哥再来。bắt xong thì ca ca sẽ về chơi với cưng. 哥哥说话要算话，说谎的是小猪。说谎的是小猪。Là con tiểu bối ca ca mặc dù rất muốn đi xem lễ thề ước nhưng việc này không được cho phép khiến ngươi thất vọng rồi. Ok, đi tiếp rồi. Hoán xa, mình không thấy hoán xa ở đâu cả. Trong này không có gì à? Ngân lượng 100. Như kiểu ăn trộm nhỉ. Xếp này. Lễ tế ước dùng ngũ cốc hoặc ngọc ngà để làm đồ tế cầu thần linh. Mùa thuận gió hòa. Có động tĩnh. Có động tĩnh. Lại là, lại là. Chứ chào yên. Đôi chân này rất quen thuộc. Ngón chân có màng. Cái này là dấu chân rõ ràng của thần thú Phu Chư. Được soát nửa ngày mặc dù không tìm được nửa điểm thần vật manh mối, ngược lại có được một món làm ăn lớn. Ô, 跑得真快！孩子，休要杀人！山上的臭小子！乌烈长灯。无论你来意为何，到我阿父面前好好说明吧。真有闯入者！风鸣村男儿，列阵，拿下！给我拦住他们！哎呀！
小子，此前使役的那些废材不敢近你身，今日新得一凶物，哼，就不信拿不下你的命。给你买了，我关屌你的、啊、居然可以使役如此凶神，寒了无力，他是无力。阿星，我来助你。来兔助命，海蓝。喂，等一下，他共路了。Trong kiếm trận hệ nguyên địa linh góc phải bên dưới này thì thức sẽ chọn mũi tên trở lại hình chính thức. Được không? Tức là tụ những cái kiếm khí lớn hơn chúng ta sẽ đánh như thế này không? Nhân miên xiao 的羽毛竟坚如磐石，无惧玄武刀剑。人面枭会将灵力灌于全身羽毛，老头子曾说过吗？要害。是了，眼睛必是他唯一剧痛之处。阿星，他的双眼就交给我。cặp mắt của nó ra cho ta。好，我会掌握时机，趁他吃痛时进行攻击。Đại thụ trở thành đồng đội viện trợ viên hội đắc lực nhất tiễn xuyên vân. Đem thời cơ viện hội tại công kích sau đó giữ ấn rồi ấn một chút ít. Nhược điểm thời gian như thế. Tức là lúc mình đánh nó xong rồi mình phải bấm nút luôn đúng không? Nhược điểm này, cái nhược điểm này tăng lên thì dùng cái skin của thằng kia. Nhẫn này chính là thần vật, cái nhẫn mình đang đeo. Kiếm thuật của người là tiến bộ. Trời ơi. Chết cụ mày đi. Đó, nó không phải ít máu nữa thôi. Uống máu phát. Chết. Con chim đấy mình phải đánh theo cái trưởng tím ấy, thì sẽ ăn được. Bởi vì nó kháng cái vật lý của mình. À, nhiệm vụ chiến đấu kìa, trong 10 lượt phải đánh bại đối thủ, ok. Ta dùng chiêu này. Chiêu sau ta sẽ đánh cùng, kết hợp cùng với đại thụ. Chúng ta còn 3 lượt để kết thúc thằng này. Xin bù lèo, đùa yên ủi. Mình nghĩ có thể chịu được một phát nữa đấy. Không được, fit. Oh shit. Xiao Hei, xie xie. Ok. Tiểu Hắc đỡ cho mình một đòn. Hmm.
chuyện không xong được cái quest 10 lượt. Nói chung mà cũng hiểu hiểu cái cơ chế chiến đấu rồi.又是这邪门把戏，哼！本来想找个东西就走，既然你们自己找死，就怨不得我。猎神恶徒，休得撒野！嗯，竟然有高人在，哼！看我早晚血洗你们这破村！bọn này như đồng đồng đảng。Thật may là có hai vị đế đô sứ giả ở đây, thật sự may mắn của thôn chúng tôi. Cái con bông bông này. Phi Liễu Cung đảo là. Nhi mân khăn khăn, đô mà bù xiang đa trào thâu. Hoa chen chào đại hoa chào đại. Bạn lần dặn các người trước thì không đã tin về nhập môn. Bây giờ tốt rồi, Phi Liễu Cung đều bị gãy. Phi Liễu Cung đều bị xoay lệ là. Đồ vật đã hỏng xưa lại đã được, người bị tổn thương thì mới là không cách nào chữa lành được. Thái sư vô pháp hoàn hồi. Cảm thấy chân đô quý yêu xiao phi sinh à. Ta rồi mới xa sân. Nếu như anh không xuống núi có lẽ đã không phát sinh những việc này. Chính là, đừng lại xa sân nữa. Quay lý khai thôn ta. Xem tình huống vừa nãy, các ngươi cho rằng đã đầy đủ bảo hộ thôn, đã xứng với danh tiếng phong minh quân sao? Người trái lệnh vào thôn lại tự tiện xông vào tượng đình, phá hư lễ thể ước, thậm chí còn không biết tránh Phi Linh Cung khiến cho nó bị hỏng. Người biết lỗi của mình chưa? Cha, à đây là cha mình à? Ta sẽ trách nhiệm với tai họa mình gây ra. Nguyên là chỗ này 便是蒲方将军的长子。Phác Phương tướng quân. 小儿，让使者见笑。我见其身手不凡，不如就让他上山追捕那名污猎与其同伙。也算是给村民的交代。Cho thôn một nhận lời xin lỗi. 阿父，孩儿正有此意。阿星，我同你去。Không được, vua liệp đang muốn gây bất lợi cho thôn, tất cả mọi người nhất định phải lưu lại trong thôn phòng bị. Bọn này như đang muốn tách Phi Tinh ra khỏi làng để lấy cái nhẫn của mình thì sao ấy. A Xin, đừng lo, ngươi không phải nói ta võ nghệ xuất chúng sao? Đối phó tên vô lực kia tuyệt không phải là việc khó. Tốt. Có sơn thần bảo hộ, tiểu Phi Tinh nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh. Đừng quên, ngươi còn có cái kia, chỉ cần sử dụng, còn sợ không tìm thấy tung tích hoàn. Cái kia là cái gì? Cảm ơn thông bá. Bây giờ nhiệm vụ của mình đi tìm cái thằng vu liệp kia, một mình. Tần Hách nói không sai, chiếc nhẫn trên tay đều ghi nhất định phải không phải là phàm vật. Chúng ta mau lên đường. Cái nhẫn đấy của mình có tác dụng gì? Mình cũng chưa biết. Lượn lờ mây trắng bên vách đứng, lác đác lá rơi khắp lưng đồi. Nhìn về nơi xưa hoang tàn quá, hoành kiếm cô ảnh sầu nhập bôi. Thơ hay. Ok. Ấn X. Ở âm số 2. Cái mẹ gì đây? Thần viện trợ tấn công yêu cầu level 4, hiệu quả kích cái tương tự này bên tay hồi máu 100%. Không nói chuyện được. Level 4. Level 4 mới dùng được. Hiến tế dùng vật phẩm cho thần.
thần khí, thần linh trí. Mình không có cái bột bột này. Ôi, hình như mình có cái thiên tự anh và huyền trường này. Hiến tế cái này cho cái gì? À, hiến tế. Ta rất hài lòng. Thần cát này, lấy được cái này này, quyền trị đan ngư này. Đó. À, cái này là up skin. Thế thì mình có thể hiến hết là cho con này lên level 4 đi. Lên lâu thế. Là đồ vật, đổi cái cát này lên đồ vật. Có thể up cái này này. Up cái skin này, skin này mạnh. Đó, thế thôi. Hiến tạp ngọc. Không cho hiến nhiều một cùng lúc à? Đó, cái kiêu sơn hoàng này. Cái này cũng có thể dung hợp thành những cái vật phẩm khác như chúng ta để lại. Đó, vẫn có thể mặc. Tôi có một cái vòng mới. Đấy, quyền khí đan ngư, tăng máu, tăng giáp với cả tăng cái mẹ thì đồng xu này là cái gì? Đồng xu đấy chính xác. Có còn hơn không? Linh phách, không có linh phách. Skin này mình up chắc là mạnh lắm rồi. Ok, thế này biết rồi. Lưu phát. Rồi ok, tập 1 của Thần Vũ Huyễn Tưởng mình sẽ dừng ở đây. Hy vọng anh em sẽ thích series này của mình. Và hẹn anh em ở những tập tiếp theo của Thần Vũ Huyễn Tưởng. Cùng Phi Tinh. Cùng đi theo cuộc hành trình của Phi Tinh. Ok, rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những series tiếp theo. Bye bye.失了灵魂，风雨飘摇的灯。
坚持也换不回永恒。不愿下的转身就藏却灭了恐惧蔓延自身，黑暗的尽头时光，我们对着天在咏叹，如萤火般一点点希望凝聚成力量。Thank you.